đó. Ô gió đã nha. Thì cũng có bốn khỉ đi ghe nè. Có dê nè. Đi ghe có hai dê. Dê trên ghe thì biết nhậu luôn bà con. Đây có chị dê cái ngồi ngó lên dê đực kìa. Ngồi lên dê. Ban ngày chắc ảnh chỉ dặn nhau nó trắng lên á. Trắng như được á. Ảnh nhìn mấy con dê với ghe này, dê cụ. Mới ra cũng 17 năm rồi đó hả? Nó trắng nhau vậy chứ. Ôi mát lắm, phong cảnh tuyệt vời. Đi thẳng này quanh qua đó thôi. Anh qua nhanh quá. Nó muốn tay hai giữ lại với máy nè. Kiểu. Rồi hở lên rồi hở kia. Đi lên đi kia. Đi lên lên. Ngày xưa tôi có dắt ông dắt bà ra chỗ này ha, vậy mà giờ đối xử với tôi như thế, cho Hương có đi. Cô với thầy không đứt là chưa đi cái này phải không? Hả? Cô với thầy chưa đi cái này với lại chuyện rằng ăn là chưa đi phải không? Núi này có phải bằng đá không? Thầy Đăng ơi, núi này có phải bằng đá không? Núi này có phải bằng đá không? Núi đá dựng à? Đường vào đây rất đẹp này. Vi phạm luật giao thông rồi nghe.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.